Nhằm giảm chi phí xét nghiệm và rút ngắn thời gian xác định trường hợp mắc COVID-19, ngành y tế thành phố Đà Nẵng thống nhất sử dụng kết quả test nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 trong việc phát hiện, xác định người nhiễm và khỏi bệnh. Theo đó, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có hướng dẫn cụ thể gửi các đơn vị thực hiện test nhanh để phát hiện, xác định người nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh. 3 trường hợp được xác định mắc COVID-19 là người xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR. Trường hợp nghi ngờ có kết quả xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 dương tính, test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện hoặc người nghi nhiễm thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Những người không có triệu chứng, có yếu tố dịch tễ hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày và có kết quả xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 dương tính với 2 loại test nhanh khác nhau. Sở Y tế Đà Nẵng lưu ý test nhanh do Bộ Y tế cấp phép và do nhân viên y tế thực hiện. Trong trường hợp chỉ có kết quả dương tính với 1 loại test nhanh, người dân cần phải có xét nghiệm real-time PCR để khẳng định.